Đón Tết 2024, ấm lộc trời, Nhâm Dần 1962, tránh được họa trời, lộc đầy nhà Tết. 60 chưa hẳn là già, dù em lên trước bà làm từ lâu. Việc nhà chăm sóc trước sau, xe hơi em phóng ào ào như bay. Shopping vẫn lướt dài dài, thời trang nào có thua ai đâu nà. 60 ai bảo rằng già, chồng thương vẫn gọi em là baby. Vâng thưa quý vị, dẫu biết rằng đời là vô thường, thế sự khó lường. Ở đời sẽ có những lúc chẳng như ý mình. Sẽ có những lúc vận hạn như cơn mưa rào đổ xuống đầu ta xối xả. Vạn vật hôm nay, ngày mai hay xa hơn nữa thì vẫn đang biến đổi theo cả không gian và thời gian. Vì thế mà hôm nay bạn giàu có thì chưa chắc ngày mai bạn vẫn ở đỉnh vinh quang. Hôm nay bạn nghèo khổ nợ nần, nhưng không có nghĩa bạn sẽ sống một đời như thế. Cuộc sống này sẽ luôn mang đến cho ta những điều bất ngờ và không gì là không thể xảy ra cả. Khi xem tử vi mệnh số của con giáp tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, các thầy tử vi nhận định rằng con giáp này năm 2024 sẽ được rất nhiều các tinh chiếu mệnh mà gặp được nhiều may mắn, thiên địa nhân cùng hòa vào một vận thế, cùng phát lên như rồng cưỡi mây. Trước khi vào nội dung chính, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình nhé. Và vận mạng của Nhâm Dần năm mới cụ thể vận thế ra sao, cùng theo dõi trong video sau. Trước thềm năm mới, hãy cùng đi một vòng tổng quát vận hạn năm 2024 của mình sẽ như thế nào để nắm bắt cô bác nhé. Sơ lược là số tử vi 2024 nam mạng Nhâm Dần 1962, sao Mộc Đức, hạn Huỳnh Tuyền, vận niên chưa phùng hỏa, mạng kim gặp hỏa tương khắc, thiên can nhâm gặp năm giáp tương sinh, địa chi dần gặp năm thìn bình hòa. Song nhà hợp các tuổi 1961, 1966, 1967, 1982, 1983 và 1991. Xuất hành ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch, khởi hành vào các khung giờ 23 đến 1 giờ, 1 đến 3 giờ, 7 đến 9 giờ, 11 đến 13 giờ, 13 đến 15 giờ và 19 đến 21 giờ. Hướng xuất hành đi về hướng đông nam để đón tài thần. Màu sắc hợp các màu nâu, nâu đất vàng đậm. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2024 nam mạng. Tuổi Nhâm Dần cấm ti con hổ, gồm những người có ngày sinh dương lịch từ mùng 5 tháng 2 1962 đến 24 tháng 1 1963. Thiên can nhâm kết hợp với địa chi dần mang ý nghĩa quá lâm chi hổ, hổ qua rừng. Năm Nhâm Dần 1962 mệnh kim, kim bạch kim. Năm 2024 là năm giáp thìn mệnh hỏa. Xét theo ngũ hành thì mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh kim của tuổi, nhưng có thiên can nhâm tương sinh với năm giáp, địa chi dần bình hòa với thìn. Nhìn chung năm 2024 được đánh giá là một năm mãn nguyện như ý đối với năm Nhâm Dần. Vận trình tử vi năm 2024 của Nhâm Dần nam mạng có hợp, có xung. Ý chỉ rằng trong năm này mệnh chủ sẽ có cả những thuận lợi và thách thức riêng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, năm tuổi Nhâm Dần 1962 có thể chuyển hóa được, tạo thành kết quả bền vững. Nhưng nếu chủ quan, kiêu ngạo thì cơ hội sẽ vụt qua tầm tay. Trong 12 con giáp, tuổi Dần là những người dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi với tinh thần cầu tiến. Năm 2024 này, nam mạng Nhâm Dần hãy cứ thực hiện những dự định của mình. Nhưng cân nhắc một điều là phải có kế hoạch và sự chuẩn bị trước, lường được những khó khăn sẽ phải vượt qua. Tiếp theo là những luận giải chi tiết về tử vi năm 2024 của nam mạng Nhâm Dần trên các phương diện sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. Mời quý vị theo dõi. 1. Công việc sự nghiệp. Trong năm 2024 này, công việc của Nhâm Dần nam mạng sẽ có nhiều chuyển biến mới. Mệnh chủ sẽ gặp gỡ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc khó khăn. Việc có thêm một người bạn đồng hành tin cậy sẽ giúp công việc làm ăn của mệnh chủ có tiềm năng phát triển hơn. Là người quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Nhưng năm 2024 này, nam Nhâm Dần nên thận trọng hơn, cân nhắc thật kỹ càng trước khi quyết định đầu tư hùn vốn làm ăn chung. Ở độ tuổi này, khi mà sự nghiệp đã ổn định thì mệnh chủ cần bảo vệ thành quả của mình, ưu tiên chiến lược chậm nhưng mà chắc. 2. Tài chính. Nếu muốn vận tài chính trong năm 2024 được hanh thông thuận lợi thì nam mạng tuổi Nhâm Dần cần phải nâng cao kỹ năng quản lý tài chính của mình. Sống giản dị,
cắt giảm các chi phí không cần thiết. Và điều quan trọng nhất là tiết kiệm hàng tháng. Điều đó sẽ giúp mệnh chủ có được một khoản tiền tiết kiệm trong năm 2024 này. Người xưa có câu, cần kiệm là gốc để trị gia. Một người cần cù chịu khó, sống tiết kiệm thì không bao giờ gặp cảnh đói khát. Nếu năm mạng tuổi Nhâm Dần 1962 hiểu được điều đó và áp dụng vào cuộc sống, làm gương cho con cháu thì sẽ tạo được mỹ đức truyền thống trong gia đình. 3. Tình duyên gia đạo. Trong năm Giáp Thìn, gia đạo của nam Nhâm Dần không tránh khỏi lúc mâu thuẫn. Nhưng nếu như mệnh chủ bình tĩnh hơn, lắng nghe cảm thông cho người khác thì mọi chuyện sẽ được êm xuôi tốt đẹp. Là bậc cao niên đáng kính trong nhà, Nhâm Dần nam mạng có kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Nếu có thể giáo dục, truyền đạt cho con cháu về tam quan, đúng đắn, thì thế hệ sau sẽ càng hòa thuận, thịnh vượng. 4. Sức khỏe. Bước sang tuổi 63, sức khỏe là điều quan trọng nhất với nam tuổi Nhâm Dần. Bí quyết sống lâu sống khỏe của mệnh chủ là ăn uống đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục thường xuyên, giữ tinh thần lạc quan vui khỏe. Bên cạnh đó, trong năm 2024, quý ông tuổi Nhâm Dần nên tránh xa những chuyện thị phi để không ảnh hưởng tới tinh thần, tâm trạng hạnh phúc đến từ những điều đơn giản trong cuộc sống. Sống tích cực, tự tạo niềm vui cho cuộc đời để mỗi ngày trôi qua đều thật ý nghĩa và hạnh phúc. Những thông tin về sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên hóa giải sao hạn, vật phẩm phong thủy trong năm 2024 của nam mạng Nhâm Dần sẽ được luận giải chi tiết trong phần dưới đây. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2024, nam mạng Nhâm Dần có sao Mộc Đức chiếu mệnh. Trong bảng sao hạn năm 2024, sao Mộc Đức là phúc tinh mang tới nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Mệnh chủ có sao này chiếu mệnh thì gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Trong năm Giáp Thìn, nếu có mục tiêu rõ ràng, làm việc nghiêm túc, kỷ luật thì sẽ gặt hái được những thành quả nhất định. Điều quan trọng nhất là mệnh chủ làm ăn ngay thẳng, công việc phải mang lại ý nghĩa thì mới bền vững. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Nhâm Dần năm 2024 gặp hạn Huỳnh Tuyền. Hạn này chủ về sức khỏe, tinh thần dễ mất năng lượng. Đối với Nhâm Dần 1962, nam mạng, tuổi 63 là độ tuổi để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Nhưng do mệnh chủ là người chăm chỉ, cần cù, nên vẫn muốn duy trì công việc. Tuy vậy, mệnh chủ cũng nên chú ý tới sức khỏe, tinh thần của mình. Không nên làm việc quá sức, tránh căng thẳng. 3. Vận niên. Năm nay, vận niên của mệnh chủ là chư phùng hỏa, mang ý nghĩa heo bị lửa. Trong năm này, nam mạng tuổi Nhâm Dần làm việc gì cũng phải thận trọng. Đặc biệt là trong các giao dịch làm ăn buôn bán, ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn để tránh nhầm lẫn, sai sót không đáng có. 4. Hóa giải sao hạn. Muốn giảm trừ vận hạn trong năm Giáp Thìn, nam mạng tuổi Nhâm Dần 1962 nên làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng tính, gieo duyên lành. Gặp hoàn cảnh khó khăn không oán than mà kiên cường vượt qua. Nếu có chuyện tốt lành thì cũng đừng vội hiếu thắng, tự cao tự đại. Coi như vậy thì mới chiến thắng được số phận. Theo kinh nghiệm dân gian, vào năm có sao tốt chiếu mệnh, người xưa thường thực hiện lễ nghênh đón cung sao để đón những điều may mắn tốt đẹp. Tín chủ Nhâm Dần nam mạng có thể xem về cách nghênh đón cung sao Mộc Đức. Nghi thức này được thực hiện một lần vào đầu năm, tại chùa hoặc tại gia. Khi tham dự, gia chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, không cầu kỳ nhưng quan trọng là tấm lòng thành kính. 5. Vật phẩm phong thủy. Để cầu sức khỏe, bình an, may mắn trong năm 2024, nam mạng tuổi Nhâm Dần có thể đeo mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Tuổi Nhâm Dần 1962 nam mạng được Phật hư không Bồ Tát hộ mệnh, đeo mặt Phật hư không Bồ Tát bên người để được Đức Phật dẫn đường, chỉ lối. Cầu cuộc sống hạnh phúc, xóa bỏ những muộn phiền, nam mạng Nhâm Dần mệnh kim nên chọn mặt Phật hư không Bồ Tát đá mã não trắng tương hợp hoặc đá mắt hổ vàng nâu tương sinh. Trên đây là những dự đoán năm mới cho tuổi Nhâm Dần nam mạng. Tiếp theo sau đây sẽ là đến với người tuổi Nhâm Dần nữ mạng. Mời quý bác cùng theo dõi nhé. Sơ lược là số tử vi 2024 nữ mạng Nhâm Dần 1962. Sao thủy diệu, hạn toán tận, vận niên chưa phùng hỏa, mạng kim gặp hỏa tương khắc,
Thiên can nhâm gặp năm giáp tương sinh, địa chi dần gặp năm thìn bình hòa. Sông nhà hợp các tuổi 1961, 1966, 1967, 1982, 1983, 1991. Xuất hành ngày mùng 1 tháng 1 2024 âm lịch. Xuất hành vào khung giờ 23 đến 1 giờ, 1 đến 3 giờ, 7 đến 9 giờ, 11 đến 13 giờ, 13 đến 15 giờ, 19 đến 21 giờ. Hướng xuất hành đi về hướng đông nam để đón tài thần. Màu sắc hợp các màu nâu, nâu đất, vàng đậm. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2024 nữ mạng. Nhâm Dần 1962 gồm những người có ngày sinh dương lịch từ mùng 5 tháng 2 1962 đến 24 tháng 1 1963, cầm tinh con hổ. Thiên can nhâm cộng với địa chi dần nghĩa là quán lâm chi hổ, hổ qua rừng. Trong ngũ hành thì nữ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 mệnh kim, kim bạch kim. Năm Giáp Thìn 2024 bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày 28 tháng 1 2025. Theo dương lịch, đây là năm mệnh hỏa, tương khắc với mệnh kim của tuổi Nhâm Dần 1962. Nhưng thiên can nhâm tương sinh với can giáp, địa chi dần bình hòa với thìn. Nhìn chung thì năm 2024 là một năm có nhiều yếu tố thuận lợi cho nữ tuổi Nhâm Dần. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 nữ mạng, trong năm 2024 không có nhiều biến động. Năm nay mệnh chủ được hưởng bình an trọn vẹn bên gia đình, người thân. Nữ 1962 cũng có nhiều thời gian để thực hiện những dự định đã ấp ủ từ trước mà chưa có cơ hội. Trong năm này, mệnh chủ sẽ hoàn thành tốt các công tác liên quan tới thiện nguyện hoặc các hoạt động công cộng. Là người có tâm lòng bao dung, cao cả, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nữ mạng Nhâm Dần sẽ làm được nhiều ý nghĩa trong năm Giáp Thìn 2024. Dưới đây là những luận giải chi tiết về lá số tử vi 2024 nữ mạng tuổi Nhâm Dần trên các phương diện sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. 1. Công việc sự nghiệp. Trong 12 con giáp, tuổi Dần là những người có nhiều tham vọng trong công việc, không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu. Khi còn trẻ, tuổi Nhâm Dần làm việc hết mình để khi về già có một cuộc sống an nhàn hơn. Đối với nữ mạng tuổi Nhâm Dần, năm 2024 là khoảng thời gian công việc đã đi vào quỹ đạo, không có nhiều thay đổi nữa. Ngoài công việc chính, mệnh chủ còn tích cực tham gia các hoạt động nhóm, câu lạc bộ để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và tự tạo niềm vui giản dị cho mình. 2. Tài chính. Bước sang độ tuổi 63, mệnh chủ cần có những khoản tài chính tích lũy lâu dài cho mình. Phòng những lúc ốm đau hoặc có việc cần chi tiêu thì sẽ chủ động hơn. Nếu duy trì lối sống lành mạnh, tiết kiệm thì năm 2024, tuổi Nhâm Dần sẽ mang có được một khoản dư giả. Một người chăm chỉ, cần cù, sống giản dị thì không bao giờ gặp cảnh đói khổ. Nếu có khó khăn thì cũng chỉ là nhất thời, sẽ sớm vượt qua được. Sống đơn giản, cầu kỳ, không quá xa hoa, đây là lối sống đẹp mà nữ Nhâm Dần nên hướng tới. 3. Tình duyên gia đạo. Trong năm 2024 này, nữ mạng tuổi Nhâm Dần nên dành nhiều thời gian cho gia đình của mình. Bữa tối quây quần bên nhau, giúp đỡ con cháu trong việc nhà cửa, lắng nghe tôn trọng mọi người, động viên khích lệ nhau là những việc nữ Nhâm Dần có thể làm để vun vén hạnh phúc gia đình. Ông bà ta có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhâm Dần nữ mạng lúc nào cũng mong muốn gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Vì thế việc giữ lửa trong gia đình rất quan trọng để các thành viên gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn. 4. Sức khỏe. Bước sang tuổi 63, nữ mạng tuổi Nhâm Dần nên duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục đều đặn, ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, luôn giữ tinh thần thoải mái, tích cực. Những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, nóng nảy, thù hận rất có hại cho sức khỏe. Trong năm 2024 này, muốn cơ thể khỏe mạnh thì Nhâm Dần nữ mạng nên tránh những tình cảm tiêu cực đó. Đồng thời tâm sự nhiều hơn với mọi người xung quanh để giải bày những suy nghĩ trong lòng mình. Dưới đây là những luận giải về sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên, cách hóa giải sao hạn, vật phẩm phong thủy trong năm Giáp Thìn của nữ mạng tuổi Nhâm Dần 1962. 1.
sao chiếu mệnh. Trong năm Giáp Thìn, nữ mạng Nhâm Dần có sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Trong bảng sao năm 2024, Thủy Diệu là phúc lộc tinh, chủ về công danh sự nghiệp thăng tiến. Tuy nhiên sao này cũng mang tới những thị phi dành cho nữ giới. Để giảm tác động xấu của sao chiếu mệnh, Nhâm Dần nữ trong năm nay nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Tránh những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp với người khác vì không có lợi cho bản thân. Trong các mối quan hệ, mệnh chủ nên dĩ hòa phi quý thì sẽ có được những người bạn lâu bền. 2. Vận hạn. Tuổi Nhâm Dần nữ mạng trong năm 2024 gặp hạn toán tận. Hạn này chủ về hao tổn tiền bạc, tài sản. Trong năm này, trước các quyết định đầu tư liên quan tới tiền bạc, thì nữ tuổi Nhâm Dần 1962 cần tính toán kỹ lưỡng. Khi giao dịch mua bán cũng nên có hóa đơn đầy đủ để tránh nhầm lẫn và sai sót. 3. Vận niên. Vận niên chư phùng hỏa, tức là heo bị lửa. Gặp vận niên này thì nữ tuổi Nhâm Dần làm việc gì cũng cần phải có kế hoạch và sự chuẩn bị tốt. Nếu làm việc tùy hứng, nóng vội thì dễ gặp cản trở giữa chừng. Khi có việc đột xuất xảy ra thì nên bình tĩnh đón nhận và xử lý. 4. Hóa giải sao hạn. Để giảm trừ tác động xấu của sao hạn trong năm 2024, nữ mạng tuổi Nhâm Dần hãy sống tốt, tích đức hành thiện, tụng kinh niệm Phật để tạo ra nhiều phước báo. Những lúc hoạn nạn, chính những phước báo đã tích đức từ trước sẽ giúp mệnh chủ bình an vô sự vượt qua tất cả. Theo kinh nghiệm của người xưa, để giảm vận hạn, gia chủ có thể thành tâm thực hiện lễ cúng, nghênh đón và giải hạn sao Thủy Diệu. Nghi lễ này được thực hiện tại chùa hoặc tại gia duy nhất một lần vào đầu năm. Khi tham dự tín chủ cần thành tâm, lễ vật không cần quá cầu kỳ. 5. Vật phẩm phong thủy. Cầu bình an, sức khỏe, hóa giải vận hạn trong năm 2024. Nhâm Dần nữ có thể đeo mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Nữ mạng Nhâm Dần được Phật hư không Bồ Tát hộ mệnh. Đeo mặt Phật hư không Bồ Tát bên mình để cầu sự che chở, dẫn đường chỉ lối của Đức Phật, hướng tới cuộc sống an lạc mạnh khỏe. Nữ Nhâm Dần mệnh kim, hợp với mặt Phật hư không Bồ Tát đá mã não trắng, tương hợp, hoặc đá mắt hổ vàng nâu, tương sinh. Quý vị thân mến, tùy theo tháng sinh mà tuổi Nhâm Dần sẽ có những vận trình trong năm mới khác nhau. Cùng phong thủy phát tài, theo dõi xem giờ sinh và tháng sinh của mình có ảnh hưởng gì tới vận mệnh của mình trong năm mới không quý vị nhé. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng riêng. Tháng 1 âm lịch. Tháng riêng là tiết tân xuân, vạn tượng canh tân, long trầu hổ phục, khí thế ngất trời. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng riêng, gia vận hưng phát, phú quý cát tường, con hiền cháu thảo. Trong các tháng trong năm, tháng 1 âm lịch trùng với thời điểm Tết đến xuân về, nên người tuổi Nhâm Dần sinh vào thời điểm này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng. Từ khi sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý, bản mệnh có số thăng quan phát tài, thông minh tài giỏi. Ở trên vạn người, không chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu, tương lai rộng mở. Người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, con đường phát triển hanh thông vượng phát. Có thể nói, người cầm tinh con hổ mà sinh tháng riêng thì quả là tháng sinh đại cát của người tuổi Dần. Vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, là thời điểm xuất lực, dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân. Người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 2 âm lịch, tài trí hơn người, dụng mưu như thần, việc gì đã quyết là tất sẽ thành, có tài kinh bang tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần theo tháng sinh âm lịch trùng vào tiết kinh chập vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa, vừa có đức lại vừa có tài, vừa có trí lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu. Quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm cũng trùng với tiết thanh minh, trời đất giao hòa, chịu ơn mưa móc. Người tuổi Nhâm Dần được hưởng lộc đất trời nên có khí thế sung thiên,
lập nên nhiều công trạng, hoạn lộ hanh thông, trăm người ngưỡng vọng. Người này tiền vận không được tốt cho lắm, sau từ tuổi trung niên thì điềm khởi phát không gì có thể ngăn cản được, thăng tiến nhanh như vũ bão, khí thế hiếm mười bì kịp. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng này, trời sinh thông minh đĩnh ngộ, dù làm bất kỳ việc gì cũng đạt được thành tích cao đến bất ngờ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết lập hạ, thời tiết nóng bức, song cây cối lại sum xuê tươi tốt. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng này được hưởng phú quý, cả đời không phải lo phiền, con cháu hiền hòa, hiếu thảo. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng 4 âm lịch, xem bói tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Bản mệnh trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan tiến chức trong tầm tay. Cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng hanh thông, không phải lo phiền. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang chủng, vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng này khá tốt. Con người có phong độ, có uy nghiêm riêng, văn võ song toàn, can đảm hơn người. Biết tiến biết lui, giỏi ăn nói, giỏi đối nhân xử thế. Bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng. Nhờ thế mà đạt được nhiều thành tựu, tay trắng lập nghiệp, thành công vang dội, phú quý đầy nhà, người người ngưỡng vọng. Sinh vào tháng 5 âm lịch, người này không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình. Nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ, nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống. Tính cách ngay thẳng cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên người này tính khí có phần nóng nảy, nên dễ đắc tội với người khác, nên cải thiện điều này để tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn nghiêm trọng. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử trong năm, tiết trời khô hanh, làm gì cũng khó. Cũng chính nhờ thế mà hun đúc cho người tuổi Nhâm Dần sinh tháng này ý chí hơn người, có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm, hiếm người sánh bằng. Có điều ý chí không thiếu mà tài lực lại có phần ít ỏi, nên mưu sự khó thành, hành sự nhiều khó khăn. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 6 này khá trắc trở, phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp, không khoanh tay trước chuyện bất bình, nếu có thể sẽ giúp đỡ đến cùng. Có ý chí, có quyết tâm, sau một đời nhiều lần thất vọng, khi ước mơ khó lòng thực hiện. Bản thân tài lực không đủ, lại không may mắn có người quý nhân giúp đỡ, con giáp này còn có thể gặp phải chuyện tang tóc, mất đi người phối ngẫu. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu. Xem vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần theo tháng sinh thì người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ và dũng cảm. Có tinh thần trách nhiệm cao, dù có khó khăn đến đâu thì họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 7 âm lịch có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người. Họ là người phóng khoáng, nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ nan. Tuy nhiên tổ nghiệp phúc mỏng nên tiền vận gặp nhiều trắc trở. Từ trung vận trở đi thì dựa vào nghị lực bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ, thời khắc đất trời huy hoàng, nên người tuổi Nhâm Dần sinh tháng này có tài năng xuất chúng, có tài nhìn xa trông rộng, đoán định tương lai, lại có tài văn chương cái thế, một tay nâng đỡ cả thiên hạ, được bao người ngưỡng vọng, trí tại bốn phương, hào sảng phóng khoáng, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Sinh vào tháng 8 âm lịch, người cầm tinh con hổ là chúa tể rừng xanh, khi có thiên tư đỉnh ngộ, mưu sự siêu việt, tài văn chương xuất chúng, lại có khả năng nhìn xa trông rộng, nên có thể nắm bắt được thời cơ trong cuộc đời. Cả đời được trọng vọng, vang danh bốn bể, ý chí ngất trời, song người này phúc lộc tổ tông bạc nhược, nên cả đời phải tự lực tự cường, dựa vào bản thân là chính. May sao có quý nhân tới giúp sức phần nào, nên gặp hung hóa cát, vận trình dần dần hưng vượng, vạn sự đại cát, công thành danh toại. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàn lộ, người sinh tháng này mãn phúc kinh luân, học cao hiểu rộng, chỉ hiềm sinh không gặm thời, nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an,
có phần an phận thủ thường, chứ không mơ tưởng về đại nghiệp, thậm chí còn có ý chí từ bỏ cõi hồng trần. Tu thân xóa bỏ tạp niệm. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 9 âm lịch, tài trí hơn người, thông minh linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bác. Chỉ có điều họ không đủ thực tế, chỉ biết học suông chứ không áp dụng được kiến thức vào đời sống. Khả năng tự lập kém, khá dựa dẫm ỷ lại, chỉ mong đi theo người khác chứ không muốn tự mình lập nghiệp. Thêm nữa, người này mắc phải chứng tự cao tự đại, nên làm gì cũng khó khăn cản trở, không được quý nhân đoái thương. Có tài mà chẳng có nơi dụng võ, chỉ biết cảm thán thế sự, không chiều lòng người. Nếu biết sửa đổi tính này, tự lập hơn, dám chịu khó chịu khổ thì có thể sẽ làm nên sự nghiệp. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 tức tiết lập đông. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng này tuy vất vả nhưng không được như ý, có tài năng, có trí tuệ. Song sinh chẳng gặp thời, phải tha hương cầu thực, bôn ba ngược xuôi song lực mỏng, phải dựa vào người khác mới mong có thể lập nghiệp. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn vất vả, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu. Họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã. Nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có điểm khởi phát. Nếu không thì vất vả cả đời nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng này, vận mệnh cuộc đời chịu nhiều trắc trở, gặp nhiều chuyện không như ý, thậm chí có thể vướng phải tai họa bất ngờ như bệnh tật, tai nạn, họa lao tù, một sự khó thành, nhiều nỗi ưu sầu, vạn sự cẩn trọng là hơn. Người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 11 âm lịch, cuộc đời phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt nâng đỡ ít nhiều, nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên nếu cố gắng hết mình thì dù không làm nên sự nghiệp gì vẻ vang to lớn, song cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong mệnh có điểm báo hiểm họa lao tù, nên con giáp này cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự, chớ lơ là cảnh giác kẻo sẽ vướng vào tai họa từ trên trời rơi xuống. Người này cũng thích một mình, tính tình cổ quái nên các mối quan hệ xã giao không được tốt, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng phần nào, khó giành được thành công. Mối quan hệ gia đình cực kỳ phức tạp, song nếu sinh vào giờ tốt thì vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh, giảm bớt tai ương. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng Chạp. Tháng Chạp trong năm rơi vào tiết Tiểu Hàn. Xét vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng này thì cuộc đời hung nhiều cát ít, cơm áo chẳng được đủ đầy, tâm trí nhiều điều lo lắng, ra đời bị tiểu nhân vây hãm, cần chú ý đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng. Nên an phận thủ thường, cẩn trọng trong mọi chuyện để giữ an toàn cho bản thân, nếu không sẽ đi vào con đường khổ cực trăm bề. Người cầm tinh con hổ sinh tháng 12 âm lịch, cuộc đời nhiều sóng gió, ưu tư trăm mối, chẳng được hưởng cảnh thái bình, cả đời sống trong bóng tối mờ nhạt, chẳng mấy người biết đến, khó có được thành tựu nào đáng kể. Nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết ra bạn bè để vượng vận quý nhân, nhờ quý nhân nâng đỡ, có thêm cơ hội thể hiện tài năng, may ra sẽ đạt được ước nguyện và có sự nghiệp công danh thăng tiến. Tuổi Nhâm Dần sinh vào giờ nào có vận số tốt nhất? Sinh giờ Tý tức từ 23 đến 1 giờ. Xem bói giờ sinh, người tuổi Nhâm Dần sinh vào giờ Tý thường có khát vọng lớn nhưng không có được sự hậu thuẫn từ phía gia đình và người thân nên cuộc sống khá vất vả, nhiều buồn phiền. Làm việc gì cũng phải cẩn trọng, kiên trì, tránh nóng vội thì vận mệnh mới thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Sinh giờ Sửu tức từ 1 đến 3 giờ. Đa phần người tuổi Nhâm Dần sinh vào giờ Sửu đều thông minh, lạc quan, có tài giao tiếp vì được sao Hồng Loan chiếu mệnh. Người này làm việc gì cũng được quý nhân trợ giúp nên gặp hung hóa cát, trăm sự đều thuận. Suốt đời không phải lo lắng về vật chất và nhân duyên khá tốt. Sinh giờ Dần tức từ 3 đến 5 giờ. Người tuổi Nhâm Dần sinh vào giờ bản mệnh đều thông minh hơn người, học vấn uyên thâm, văn chương xuất chúng. Dù là người làm nghề về nghệ thuật thay khoa học đều giỏi giang. Người này vất vả từ khi còn nhỏ vì không được gia đình trợ giúp, nhưng lớn lên tự tay xây dựng cơ đồ, sự nghiệp phát triển rực rỡ. Sinh giờ Mão tức từ 5 đến 7 giờ. Đa phần người tuổi Nhâm Dần sinh giờ Mão có số đào hoa, phong lưu đa tình, học thức uyên thâm, trí tuệ minh mẫn nên nhân duyên rất tốt. Số người này được hưởng cuộc sống bình an, ít muộn phiền. Sinh vào giờ Thìn tức từ 7 đến 9 giờ. Dù là người tài năng thông minh, có học thức và sức khỏe tốt,
nhưng mệnh thiếu đường quan lộc và vận quý nhân, do đó công danh sự nghiệp bình thường, không có gì nổi bật. Nếu phát triển sự nghiệp ở xa thì có triển vọng hơn. Sinh vào giờ Tỵ tức từ 9 đến 11 giờ. Cuộc đời người tuổi Nhâm Dần sinh vào giờ Tỵ lắm chuyên chuyên, gian nan vất vả. Phận kém may mắn lại không được thừa hưởng của cải từ tổ tiên, nên sự nghiệp trắc trở. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân khá bình yên, không phải trải qua nhiều sóng gió tình cảm. Sinh vào giờ Ngọ tức từ 11 đến 13 giờ. Người tuổi Nhâm Dần sinh vào giờ Ngọ trí dũng và tài năng hơn người, là nhân dân của quốc gia, lập nên đại nghiệp lớn, được nhiều người kính trọng. Người này tính tình cương trực, hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương và chung thủy với vợ chồng, được hưởng phúc lộc từ con cháu. Sinh giờ Mùi tức từ 13 đến 15 giờ. Người này được sao Nguyệt Đức chiếu mệnh nên mọi sự đều thành, gặp hung hóa cát, sống cuộc đời sung túc và an nhàn. Tuy nhiên anh chị em trong gia đình không hòa hợp, điều đó khiến cho họ gặp không ít muộn phiền trong cuộc sống. Mọi việc đều được quý nhân trợ giúp nên đều suôn sẻ. Sinh vào giờ Thân tức từ 15 đến 17 giờ. Vì có tướng tinh và sao dịch mã chiếu mệnh nên là người tuổi Nhâm Dần sinh vào giờ Thân có số sống xa quê hương, làm việc ở nơi xa hoặc thường xuyên phải thay đổi việc làm hay chỗ ở. Người này thì tính tình cương trực, tinh thần kiên định, trung quân ái quốc, phù hợp với các hoạt động chính trị. Sinh vào giờ Dậu tức là từ 17 đến 19 giờ. Mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh vào giờ Dậu được phúc tinh chiếu rọi, thông minh giỏi giang, trí tuệ hơn người. Có quý nhân phù trợ nên mưu sự dễ thành, gặp hung hóa cát, sự nghiệp phát triển, được nhiều người kính trọng. Sinh giờ Tuất tức từ 19 đến 21 giờ, được sao Hoa Cái ứng mệnh. Người này tài năng xuất chúng, lập nên nghiệp lớn, làm rạng danh tổ tiên. Thời thơ ấu của người này khá vất vả, không được nương tựa vào gia đình, tự mình gây dựng sự nghiệp, vận thế hưng vượng khi bước vào trung vận. Sinh vào giờ Hợi tức từ 21 đến 23 giờ. Đa phần người tuổi Nhâm Dần sinh vào giờ Hợi thì đều có tài năng, tính cách độc lập tự chủ nhưng thiếu may mắn nên là cuộc sống nhiều thăng trầm. Người này tuy có thể lập nên đại nghiệp vinh hoa một thời nhưng không bền vững. Nếu biết cách tận dụng sự giúp đỡ và ủng hộ của người khác một cách khéo léo thì sự nghiệp sẽ bền vững hơn. Giờ sinh tốt nhất cho người tuổi Nhâm Dần là giờ Ngọ, Mùi, Dậu và Tuất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hết video. Chúc cho quý vị bình an, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Hãy quay lại mỗi ngày với Phong Thủy Phát Tài của bác nhé. Chúng tôi luôn ở đây để chia sẻ và dẫn đường những trái tim lạc lõng.